Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xuân Siêu Xe. Trước mặt chúng ta bây giờ là chiếc Aston Martin Vantage F1 Edition mới tậu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend, được nhập khẩu chính hãng vào tháng 6 và bàn giao cho ông Vũ vào tháng 8. Đây là lần đầu tiên chiếc xe thể thao Anh Quốc lăn bánh trên đường phố Việt Nam. Vantage F1 Edition là phiên bản đặc biệt, được lấy cảm hứng từ chiếc Vantage Safety Car của Yado công thức 1. Ngoài chiếc xe này, ông Vũ còn sở hữu thêm một chiếc Vantage phiên bản đặc biệt khác là 007 Edition, chỉ được sản xuất vỏn vẹn 100 chiếc trên toàn cầu. Nguyên bản, xe sở hữu màu sơn ngoại thất xanh lá Aston Martin Racing Green, giống với màu sơn mà hãng sử dụng trên chiếc Vantage Safety Car của giải đua F1. Tuy nhiên khi về tay ông Vũ, xe được dán đầy can màu xanh quân đội, đi kèm được sọc màu xám tại điểm nhấn. So với phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản F1 Edition sở hữu cản trước được thiết kế lại nhằm tăng tính khí động học, giúp tạo ra lực ép lên đến 200 kg. Lưới tản nhiệt sử dụng lại lưới không viền mới. Logo F1 xuất hiện ở hai bên thân xe. Nhiều chi tiết trên xe sử dụng sợi carbon để giảm tối đa khối lượng, điển hình như liếp cản trước, vây cá, viền hốc gió bên hông, ốp gương chiếu hậu, cánh gió và khuếch tán sau. Bộ mâm với thiết kế đặc biệt, các vác dạng kim cương, kích thước 21 inch thay cho mâm 20 inch như trên phiên bản tiêu chuẩn, đi kèm cụm phanh màu xanh cớm. Aston Martin Vantage F1 Edition vẫn được trang bị khối động cơ V8, dung tích 4 lít tăng áp kép tương tự phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên được tinh chỉnh để sản sinh công suất lên đến 528 mã lực, tăng 25 mã lực. Mô hình xoắn cực đại đạt 685 Nm. Hãng xe Anh Quốc cho biết sức mạnh này sẽ giúp xe có khả năng bám đường tốt hơn. Kết hợp với hộp số bán tự động 8 cấp ZF có khả năng sang số nhanh hơn và hệ di động cầu sau, sẽ đạt vận tốc 100 km/h trong 3,6 giây, tốc độ tối đa đạt 314 km/h. Bên cạnh động cơ và hộp số được nâng cấp, Vantage F1 Edition còn được tinh chỉnh nhẹ ở hệ thống treo và hệ thống lái, nhằm tăng khả năng ổn định cho thân xe, cũng như mang đến khả năng kiểm soát tốt hơn khi vào cua. Tại thị trường Việt Nam, Aston Martin Vantage F1 Edition có giá gần 19 tỷ đồng, cạnh tranh với Porsche 911 Turbo S, Audi R8 V10 Performance, Mercedes-AMG GTS và Jaguar F-Type SVR.
đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai, players OG, monitor like Kobe, dép lao là của Gucci, gói nằm là Versace, bên ngoài là